Hello tất cả em nha, và chào Monodo quay trở lại với channel của mình. Mình là Bisugu đây. Và chào Monodo quay trở lại với cái series mà Bisugu chơi đối cho chân lý mùa 6 nào. Thì chọn nên như em ơi, mình sẽ thử lăng cấp mod này full nam AB nha. Như là cuồng đao nè, mũ nè, găm bói thạch nè, quyền trượng nè, hoặc là những cái món đồ nào mà cái từ gậy á, là mình ghép hết cho nó nha. Nhưng mà đồ đẹp nhất mà có thể ghép đó chính là cuồng đao, mũ với lại là một món đồ phép nữa như là quyền trượng hoặc là găng nha em ơi. Hiện tại là mình đang cố gắng mình kiếm là cái quyền trượng cho nó tăng đam gọi là vĩnh viễn và theo thời gian trận đấu á. Nhưng mà hiện tại là vẫn chưa có nước mắt nên nếu như mà tí nữa nó không ra là mình ghép luôn cái găng nha. Thật sự là bữa giờ mình cũng đã có làm nhiều về đồ cấp mo rồi nên mà như là cấp mo đồ thế giới nè, cấp mo ba cuồng đao, cấp mo ba dao điện hoặc là cấp mo meta các kiểu á, full đam xét thương vật lý nè mà. Nhưng mà mình chưa bao giờ làm cấp mo đi chung với phép thuật hoặc là đồ full phép cả nên mình cũng đang thắc mắc là cái lượng đam khi mà nó ghép đồ như này là sẽ nhiều hơn hay là ít hơn hoặc là sẽ như thế nào. Đấy, thì nếu như mà anh em nào muốn mình làm thêm cái gì nữa thì hãy đừng quên bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mà đọc hết tất cả bình luận của anh em và làm từng cái một thôi. Thì cái chọn hôm nay nè, mình roll thật sự nó cũng không có xui dữ lắm ha. Hiện tại là ra 3.7 và mình đang có tầm là 4 cốc mo cũng được rồi. Thì tầm ra 4 chấm mấy á, đẹp nhất nha anh em ơi, là lên được cốc mo 3 sao và đồ chuẩn là ok. Đấy, anh em nào xem có hay hãy đừng quên để lại một like, đăng ký kênh cũng như là bấm cái chuông để nhận thông báo mới nhất về những video mà mình đang trên kênh hàng nha. Động lực cực kỳ lớn luôn. Mình sẽ cố gắng mình làm những video chất lượng hơn mỗi ngày để gửi tới cho mọi người xem nha. Hiện tại thì mình đang kẹp được một cái đồ hình đó chính là liên xạ đột biến và xạ thủ. Cái này là cốc mo 2 tiền thôi nhưng mà nó có tận là ba cái biến hệ nha anh em ơi, chính là đột biến, xạ thủ với lại liên xạ. Nếu như mà mình ghép đồ mà muốn sốc đam và muốn cái lượng đam mà nó ảo ma nhất có thể đó chính là găng bảo thạch. Còn nếu như mà muốn lượng đam nó lên từ từ và theo thời gian ấy nha anh em ơi, đó chính là quyền trượng. Nên mình cũng đang khá là phân vân đây, tại vì cái món đồ nào nó cũng mạnh cả. Ok, cốc mò 6 con rồi nè. Mình nghĩ là ghép găng luôn đi nữa mà. Chơi á, là phải chơi lớn luôn. Tại vì cái quyền trượng này á, nó cũng đã bị nép rồi nha. Hồi trước á, là 4 giây tăng 25 sức mạnh. Bây giờ là lên được 5 giây lận. Nói chung là tăng 1 giây á. Nhìn thì ít đó đi mà. Nhưng mà tính theo thời gian mà về lâu và dài á, thì nó là một con số lớn đó. Với lại là nếu như mà anh em chơi cái kiểu nào mà như mình nè, là bay quyền trượng á, thì thật sự là nép rất là nặng luôn ha. Mình cũng đã có làm khá là nhiều video về tướng mà cầm bay quần trượng rồi. Thật sự là toàn những con quái vật không à. Nhưng mà phải kẹp đi chung với đồ hình đúng nha. Và cái trận nào á, là mình nói là mình làm meta, là trước đó là mình sẽ nói và để link hình ảnh đồ hình chuẩn meta ở phía dưới ha. Còn cái đội hình nào á, mà mình làm đồ dị á, thì mình cũng sẽ nói luôn. Nhất là cái đồ hình meta hoặc là đồ dị là mình sẽ cố gắng mình phân biệt rõ ra nha. Để nhiều anh em cũng có gọi là mình có làm đồ dị á mà em cứ lấy vào em đánh meta hoặc là leo răng là chết rồi. Toàn là thua không mà xong rồi đổ thừa đi mà. Mệt mỏi lắm. Ui, cốc mo sắp 3 nè, một con nữa đi mà. Nó trở nên roll hơn quá ta. Hơi bị ảo ma luôn á. Cốc mo 3 xong rồi mình sẽ lên level 7 nha, hoặc level 8 để kịp thêm đẹp nhất độ hình nha anh em ơi, chính là 5 đột biến với lại là 4 liên xạ. Còn nếu như mà tí nữa ra cho mình một cái lõi bạch kim á mà có biến đột biến hay là biến liên xạ mà hai cái nha anh em ơi, mình sẽ đi chung một cái đồ hình với gọi là không thể nào mà đẹp hơn nữa. Thật sự là những cái lõi bạch kim nè là những cái lõi mà giúp cho mình á gọi là nâng cấp đồ hình phải gọi là một cách vượt bậc luôn. Thật sự á, lõi bạch kim là những cái lõi mà giúp cho anh em lật kèo hoặc là upgrade đồ hình nó rất là ok luôn á. Hiện tại lõi nó cũng khá là đẹp rồi, hai cái lõi vàng anh em à, nhưng mà nó khá là sida đối với mình luôn á. Người ta xịn thì mình không biết sao nhưng mà mình nó sida quá. Được một cái lõi phóng hỏa với lại là một cái trang bị và một cái đặc đồ thôi, cực kỳ sida luôn ấy. Cốc mo đâu rồi, lên cho mình luôn đi bạn ơi. Mundo nè, đây bỏ vào xài luôn anh em ơi. Đồ hình cũng đang khá là thiếu tăng. Này đồ tăng lắp cho Mundo giáp máu được luôn không ta? Nếu mà đồ đẹp thì cái giáp máu, giáp gai, vuốt rồng, nỏ xét các kiểu thôi ha. Đây, để cốc mo xem thử nó bắn như thế nào nè. Cốc mo này là phải bật skill lên bắn nó mới thấm nha. Ui, bắn cũng thấm phết đấy. Tại vì cốc mo hồi thường mình làm là cốc mo đam vật lý nha anh em ơi. Nên nó bắn thường á là vẫn rất là đau và có đam, nhưng mà cốc mo này là cốc mo đam AB là bắt buộc phải là bật anti-tiêu lên bắn thì mới kích hoạt được như là những cái găng bảo thạch nè hoặc là mũ này nha. Còn không mà không có bật anh tiêu lên thì nó bắn sida hột gà cà la bí mùi lắm.
Úi dồi ôi, một phát hai con luôn mà. Nhưng mà làm sao, biết một con thì là quá đủ rồi, không tham lam. Đây bỏ găng và găng bà lăng vào luôn nha. Kích 4 liên xạ, 3 đột biến với lại là 2 xạ thủ, quá đẹp. Đấy, có một bài bắn nó phải khác. Bắn nó phải khác cái này mà. Có rít đam hay là tăng thêm sức mạnh phép thuật, có bắn nó phải khác. Khá là đau. À, mình đã có làm cốc mo 3 mũ luôn rồi nha anh em ơi, cốc mo 3 mũ nè, cốc mo 3 dao điện nè, cốc mo đồ thế giới nè, và bây giờ là cốc mo đam AB nha. Cuồng đam các kiểu mình có làm hết rồi á. Thật sự là những ý tưởng mà anh em đưa ra cho mình nó mình làm cũng khá là nhiều rồi, tại vì một ngày mình đăng tận 2 cái video mà. Nên là anh em có thể lên kênh của mình để xem thêm những cái video meta hoặc là đồ gì thử thách thôi. Ui, thiên xạ liên hoàn quá ngon luôn đây mà. Hóa kỹ cũng ngon đấy, pháp sư cũng ngon đấy, nhưng mà nó không có liên quan tới con cốc mo này cho lắm. Và khi mình làm tướng mà carry hoặc là làm video về nó là mình sẽ cố gắng mình lấy những cái hệ nào, những cái lõi nào mà búp cho nó nhiều nhất có thể nha. Và đây, cái thiên xạ liên hoàn này bắn lan thì thôi chứ, thêm đam thì thôi chứ, phải gọi là nhất cái nách luôn. Anh em có thể lên YouTube search tên ý tưởng đó cộng với tên là Biusagi, nếu như mà nó ra là mình đã làm rồi. Còn nếu như mà nó chưa ra thì anh em cứ bình tĩnh mà chờ đợi, mình sẽ cố gắng mình làm trong thời gian sớm nhất. Bạn đây, Lissandra ra 3 khá là sớm hả, tướng 3 vàng mà được 3 sao rau này hơi bị sớm hả anh em à. Bắn. Ok anh em ơi, cái trận này cái nội tại đột biến á, hồi nãy mình quên nói với anh em, chính là hắc tinh. Sau khi mà tướng đồng minh chết á, là tất cả chỉ số như là đam nè, rồi chỉ số sức mạnh các kiểu á, là nó sẽ chuyển về cho đột biến nha. Chỉ cần là tướng đồng minh chết nha anh em ơi, không phải là tướng đột biến chết nha. Giả bộ là Gravet này chết cũng được nè, găng bà lăng cũng được nè, tất cả chỉ số thì nó sẽ chuyển về tướng đột biến. Và thằng nào mà sống gọi là dai nhất và lâu nhất là nó sẽ nhận hết tất cả các chỉ số đó luôn. Thì này, anh em hiểu rồi đó, cốc mo này là một con quái vật luôn rồi đó. Nếu như mà team mình tầm 8 hoặc là 9 đứa đi mà toàn là đứa mạnh không mà nó chết hết nha, cốc mo còn sống thì anh em biết rồi, một mình nó cân hết là cũng có thể đó. Cái trận này mình hơi thiếu một cái thôi, đó chính là khả năng hồi phục đến từ cốc mo. Lõi không có, thần tượng không có và cũng như là đồ cũng không có luôn. Nên là nhiều khi mà bị sát thủ bắt hoặc là bị sốc đam này mà là nó cũng không có khả năng hồi máu lại thôi. Nên đây là một cái điểm yếu khá là chí mạng. Ok, đội hình tâm thật là như vậy nha. Thì nữa mình lên được level 9 các kiểu đó, hoặc là roll được con Kai'Sa mà nó ra sớm đó, là mình bỏ 5 đột biến vào luôn cũng được. 5 đột biến là nó cộng thêm khá là nhiều chỉ số đó. Yeah.
Úi xôi, ngọt nước liền anh em ơi. Ông này là cái trang bị đầy đủ à. Uầy, đồ thì thôi rồi luôn. Trận này cái lõi của mình nói chung là cũng xài tạm được thôi nha anh em. Nhưng mà được cái là lõi này nó là ba cái lõi vàng luôn, không bị ảo ma, không có lõi bạc và không có lõi bạch kim, ba cái lõi vàng rất là hiếm khi luôn. Bản đây đấy, này thì đột biến với chúng tôi, này thì đột biến với chúng tôi nè. Ông kia là đột biến phai ke đây, mà mình mới là đột biến real, mới là đột biến real nha. Hơn là ông gặp bạn ảo á, gặp bản real coi mất máu liền. Ủa, những cái đồ hình ông này chót quá gì nữa ơi, thằng này cũng full 2 sao, thằng này cũng full đồ, mà đồ toàn đồ chuẩn không phải chết chứ. Ấn đế chế nè, khá là xì đè luôn. Nó toàn đồ đam không anh em ơi, không có đồ tăng. Cho tôi ra. Ây à, toàn đồ đam không anh em à. Mình thì lại đang thiếu chất là đồ tăng cho con Bundo này. Hồi nãy mình tính lấy cái kiếm tử thần đó, mình cho con Ugot. Mình không có. Úi rồi, đúng là công này mạnh thật các anh em à. 3 sao nhiều mà tướng full 2 sao mà đồ nó còn nhiều nữa chứ, không nổi luôn. Sáu sát thủ năm băng đảng à, ông này thì lúc đồ thế giới à. À, sợ nhất là cái mấy thằng sát thủ á không có hồi phục nên nó chọc đau lắm anh em ơi. Solo không lại đâu, thà là có hiếp kiếm một lại bàn tay công lý gì đi á, đứng solo lại nó luôn, không có nó cũng hơi khoai. Đây đây đây, băng đảng sát thủ các kiểu luôn nè. Có lên cống mồi, bắn nó đi, bắn nó đi. Ủa, bắn nó đi rồi, đi rồi, đi rồi. 11 máu hả? 11 máu nè. Ok, lọt top cái nhẹ luôn. Ok mọi người, tích tiền lên level 9 nha. Ngon 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 ngon, đồ đẹp anh em. Nói chung là cũng không phải là quá xuất sắc, nhưng mà hiện tại là mấy cái đồ này mình xài được. Mình xài được và mình cũng đang thiếu đồ tăng thì nó ra vậy là hợp lý rồi. Ui, rồng ông kia đồ chất lượng vậy. Mấy nó vô cực hiếp kiếm mới là quyền năng ạ. À, một cái combo luôn á anh em, tại vì người ta thường đi chung quyền năng và vô cực á, nó tăng tỷ lệ chí mạng với lại sát thương lên á, một cái combo luôn mà ảo.
Mình tính là tháo đồ ra, mình lắp lại để xem thử cái gì hợp lý hay không. Nhưng mà nhìn qua nhìn lại thì đồ nó cho vẫn là ngon nhất, với một cái kiếm súng, một cái vút bẩy và một cái tim băng. Lại tính tháo ra lắp lại đây mà để xem thử cái đồ gì ngon không, nhưng mà không có rồi. Ui, cốc mò đã bắn kìa anh em ơi, thấy nhức cái nách không? Anh em thấy cái hệ đột biến mà nó gọi là hắc tinh không? Cứ chết đó là nó cứ búp thêm, chết là lại nó cứ búp thêm. Thôi lên level luôn nhé mọi người. À, cái sai hai con luôn này. Wow. Đây. Đây, ok. Năm đột biến luôn. Cái mốc năm đột biến này nó tăng sát thương là hơi bị kinh khủng đấy. Anh em xem nè. Ui ôi, hôm nay mạnh quá gì. Hôm nay mạnh quá nên mong top 3 nè. Hồi nãy mình thấy là ổng top 7 hay là top 8 đi luôn á. Nhưng mà từ khi mà còn 16 máu, ổng lấy được cái lõi mà trang bị đầy đủ, với lại là lên được những con tướng 2 3 sao các kiểu á, giờ ổng mạnh vãi chưởng á. Mình còn một cái Nerko này có nên xài luôn không ta? Một cái sự lựa chọn rất là khó khăn luôn ở đây mà, tại vì lên Kai'Sa 2 sao á là nó sẽ bù đem cho mình, mà Kai'Sa lại không có đồ, mà Mundo của mình thì nó roll lại dễ hơn á. Thật sự nếu mà chỉ cần hơn hơn một chút thôi là roll ra Mundo ngay, nó ba đồ, đừng có thua nữa nha, cố lên, cố mau bắn đi em mày nè. Ui, mấy thằng quái vật kìa, quái vật kìa anh em ơi. Mình khóa lại để mình bích dinh nha anh em ơi. Dinh liên xạ khá là mạnh so. Trời ơi. Cái lỗi nhỏ mà có vỏ máu hèn chi nãy giờ đứng top 1 không? Tao sắp 3 luôn à. Ô một đồ 2. Đỡ quá anh em ơi, một đồ 2 rất là đỡ luôn á. Đồ hai thật sự rất là đỡ luôn á. Ok, dinh 2 à. Từ nha, dinh mình lên 2 sao á thì mình thay nha anh em ơi, tại vì Gravette hiện tại nó cũng đang còn một số công dụng nhất định á. Dinh bỏ vào thì không biết nó có mạnh hơn Gravette hay không thôi. Bạn có mà, có lên. Bắn rất đau luôn á đây mà. Mình có cái 4 liên xạ nha, mình có được thêm cái lõi đó chính là liên xạ mà nó nảy này 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 nảy nữa, xong rồi gây thêm đam nữa, nên hiện tại là đội hình của mình nó chỉ cần được bắn và cái tăng thôi là cực kỳ mạnh luôn. Ôi thôi bỏ găng bà lăng thôi mọi người ơi. Ơ dinh nè, không đủ tiền nữa chứ, khó hai rau là tốn một đống tiền rồi đấy. Bỏ găng bà lăng nha, hiện tại là Gravette mặc dù là tướng một tiền á, nhưng mà cái tác dụng mình nghĩ là nó còn nhiều hơn so với găng bà lăng. Bắn giải giới hay là tăng cơ nó cũng đều ổn hơn. Nó thắng nổi hôm nay ông trời. Mà bắn đi bạn. Ủa khống chế nhiều quá vậy. Ê được nha. Được nha. Được nha. Thấy không anh em ơi, thấy không anh em ơi, chỉ cần đó là đứa sống cuối cùng với 5 đột biến thì một bắn là một mạng luôn, với gọi là full dam AP như thế này nè. Tại vì nó cộng dồn sức mạnh phép thuật với lại là sức mạnh công kích đó là quá nhiều với 5 đột biến mà hắc tinh rồi. Chỉ cần đó là thằng sống cuối cùng nha, nó bắn một phát là một mạng luôn. Hồi nãy anh em thấy không, one shot đấy, cốc mò one shot đấy, lần đầu tiên mình thấy đó. Ảo ma ui hên quá, cái trận này Heimerdinger nó ra đồ chiến báo nhưng mà đánh đánh quái anh em ơi. Hơn 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 hơn
Ok, dinh 2 nè. Lấy đồ cho cái stair đi em ơi. Bay lên bạn ơi. Bay con lít lên bạn ơi. Ô, Yumi hả? Cũng được, cũng được, không sao. Ok, win all, nice sứ. Ok, vậy GG tất cả anh em nha. Tại vì đây hẹn lần sau, hãy chắc rằng nhớ like và stay ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.